Chương 1 Đàm phán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại tòa nhà của thành phố A, một người con trai đứng trên lan can của đỉnh tòa nhà giỏi theo các đội cảnh sát ngày càng tiến đến gần mình. Các người đừng qua đây. Nếu các người tiến đến gần bước nữa là tôi nhảy xuống đó. Quân chúng bị dọa không dám tiến thêm bước nào vô vọng nhìn về phía cấp trên, đội trưởng. Đội trưởng là một người tuổi ngoài 30 với nước da ngâm đen, Phúc chốc chỉ thấy trên mặt ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm nhìn người trợ lý đứng cạnh mình và quát. Ưu vô sông đâu rồi? Sao còn chưa đến? Cậu trợ lý trẻ vô cớ bị đội trưởng quát một hơi, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững, thật không dễ để hoàng hồn, cậu ta nuốt vội nước bọt. Đội trưởng, đã thông báo với sư tỷ rồi, chắc là chị ấy đang trên đường đến. Đội trưởng không hài lòng hư một tiếng, cúi nhìn chiếc đồng hồ trổ kim cương của mình, lạnh nhạt nói còn 10 phút, nếu cô ta không đến tiền thưởng tháng này trừ hết. Giọng nói của đội trưởng vừa dứt, từ cầu thang của tòa nhà liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục thời thượng trên người với mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai cùng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ trong vô cùng quyến rũ. Cô là chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh của thành phố A, vừa mới 20 tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố A, ưu vô song, ưu vô song liếc đội trưởng với ánh mắt tràn đầy hận ý, đôi môi đỏ thắm công lên theo một đường quyến rũ. Tên Bao Hắc Tử. Ngươi tưởng rằng những lời nói lúc nãy ta không nghe thấy sao? Nói gì mà nếu tới trễ sẽ trừ tiền thưởng. Hừ, tiền của bà đây đây dễ trừ lắm à, chắc là ngươi trừ đến thích rồi à, nghĩ đến tháng trước bị tên Bao Hắc Tử này trừ hết một nửa tiền thưởng, Ưu Vô Song trong lòng tức đến mức muốn ói ra máu, lời thừa nói ít thôi, Ưu Vô Song vuốt lại mấy lọn tóc xoăn dài, khuôn mặt tinh khôi hiện lên nụ cười chuyên nghiệp mang đôi giày cao chừng 10 phân cọc 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 tiến đến gần người con trai đang đứng trên lan can của toàn nhà. Người con trai đó thấy ưu vô song ngày càng bước đến gần thì ngay lập tức lớn. Giọng hét. Cô đừng qua đây, qua đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay. Ưu vô song cười nhếch mép, sao ai cũng vậy nhỉ? Nếu muốn chết sao không tìm một nơi thanh tịnh, hạ tất cứ làm phiền người khác nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy cũng không dám nói ra, vì nếu vạn nhất tên thần kinh ấy nhảy thật thì chén cơm cũng bị đập bể mất. Ưu vô song thoát khỏi những ý nghĩ trong lòng trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại nói với tên con trai thần kinh kia. Này! Anh chàng đẹp trai sao anh lại nghĩ không thông như thế? Tôi không đến để ngăn cản đâu, nhưng có thể cho tôi biết nguyên nhân chứ. Tên thần kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của ưu vô song bất tri giác nuốt vội nước bọt. Tôi bị thất tình. Ưu vô song vừa nghe, lòng bùng lên ngọn lửa. Ôi trời! Đây là đạo lý gì vậy nè? Thất có một mối tình mà đòi sống đòi chết làm cho cả nhóm cảnh sát bận biểu vì họ, rốt cuộc có còn để người khác sống không hả? Ưu vô song cố kiềm chế cơn giận trong lòng vẫn dịu dàng hỏi. Thất tình! Anh đẹp trai thế người con gái nào không có mắt nhìn vậy? Nếu tôi có người bạn trai như anh còn mong gì hơn nữa? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả